Huấn luyện viên Kim Sang-sip lần đầu gặp bầu Đức. Huấn luyện viên Kim Sang-sip có cuộc trò chuyện với bầu Đức nhân dịp đến sân Pleiku theo dõi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Nam Định ở vòng 3 V-League 2024-2025 chiều ngày 28 tháng 9. Ngày 28 tháng 9, huấn luyện viên Kim Sang-sip đến sân vận động Pleiku, Gia Lai để theo dõi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Nam Định ở vòng 3 V-League 2024-2025. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được đích thân bầu Đức tiếp đón tại phòng làm việc ở sân vận động. Đây là lần đầu tiên ông Kim đến dự khán một trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai và gặp gỡ bầu Đức. Hai người dành nhiều thời gian hỏi thăm công việc của nhau trước khi ra sân theo dõi trận đấu. Đây là trận đấu đặc biệt của nhiều cầu thủ đang khoác áo Nam Định như tiền đạo Văn Toàn, tiền vệ Tuấn Anh, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy khi đối đầu với đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai, nơi họ từng có hơn 10 năm gắn bó. Trong khi đó, với huấn luyện viên Kim, đây là dịp ông kiểm tra phong độ của các cầu thủ và tìm kiếm nhân tố mới cho tuyển Việt Nam ở các đợt tập trung tiếp theo. Tiền đạo mới nhập tịch Rafaelen, tên tiếng Việt Nguyễn Xuân Son, cũng được huấn luyện viên Kim Sang-sip rất quan tâm bởi đến cuối năm nay anh sẽ đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam. Lần gần nhất, khi chuẩn bị cho giải giao hữu Lê Băng Cúp 2024, huấn luyện viên Kim Sang-sip cho gọi cả Văn Toàn, Hồng Duy và Tuấn Anh lên tuyển Việt Nam. Vì Văn Toàn chưa bình phục chấn thương, ông buộc phải loại cầu thủ này để thay thế bằng Phan Văn Đức. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai không có cầu thủ nào được triệu tập trong lần tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sip. Ở trận đấu này, Nam Định thi đấu áp đảo, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng Nguyễn Xuân Son hay Văn Toàn không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên cùng hàng phòng ngự giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ sạch lưới và giành một điểm với kết quả hòa 0-0. Tỷ số này giúp Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ ngôi đầu bảng xếp hạng với 7 điểm sau 3 vòng đấu. Sau trận, bầu Đức xuống sân khen ngợi, động viên tinh thần các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là khởi đầu tốt nhất của đội bóng phố núi trong 10 năm qua. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.